mấy cái khe đen đấy. Hôm trước anh lấy đến từ một cục đấy là anh em mượn người sạc cái sạc máy đấy à? Ừ. Máy đấy làm gì anh có à? Ai bảo sạc iPhone ấy lúc chiều mà tôi bao tiền anh? Vài triệu. Tiện nó lấy cái sạc iPhone nó phát mượn đấy. Em có lấy cả cũ không hay là lấy mình dây thôi? Mượn cả cũ đi. Tối anh trả em nhá. Ừ, lan anh sạc.